Rồi, xin chào tất cả các bạn. Chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh của mình. Lại là mình Thu Anh, Tarot Reader tại Magic Shop, cửa tiệm chữa lành tâm hồn. Mình ở đây để trải bài chung và cùng bạn trò chuyện về tâm linh, vũ trụ, bản đồ sao và tâm lý học. Các bạn có thể đặt lịch xem trải bài riêng với mình qua fanpage Tự học Tarot cùng Thu Anh, đặt lịch xem lá số chiêm tinh qua page chiêm tinh cổ học, đặt mua đá thạch anh, vật phẩm phong thủy như những đồ vật mình hay cho các bạn chọn tụ qua page tiệm phong thủy của Thu Anh. Tất tần tật link mình để phía dưới phần mô tả. Ngoài ra, bạn nào hứng thú về gói vận hạn năm 2024, đây là gói cá nhân, thì có thể liên hệ với mình qua các page. Và ngày hôm nay thì mình sẽ đến với tập tiếp theo trong series về dự đoán 2024, đó là dự đoán 2024 cho cung cự giải. Thì đối tượng nào phù hợp để nghe trải bài này? Đầu tiên là các bạn có mặt trời cự giải, hoặc là mặt trăng cự giải, hoặc là mọc cự giải, hoặc là có nhiều hơn 3 hành tinh trở lên trùng tụ trong cung cự giải, hoặc nhà số 4, thì đều có thể nghe trải bài này. Rồi, thì với trải bài này mình sẽ rút 12 lá bài Oracle cho các bạn tương ứng với 12 khía cạnh trong cuộc sống. Bây giờ mình sẽ xin phép rút một thể rồi diễn giải sau. Bảo bình, nhà 1 bảo bình, nhà 2 hải vương tinh, nhà 3 mặt trời, nhà 4 kim ngưu, nhà 5 song ngư, nhà 6 kim tinh, hỏa tinh, ma kết, thiên vương tinh, cự giải, mặt trăng và thủy tinh. Ok. Đầu tiên là nhà 1, chúng mình có lá bảo bình. Thì với nhìn chung là trong năm nay các bạn cự giải sẽ có xu hướng là có một cái mong muốn mãnh liệt là được tham gia vào một cái nhóm, một cộng đồng nào đấy. Và cái nhóm cộng đồng này không phải là để chơi đâu, mà là để cùng nhau thực hiện một cái nhiệm vụ nào đó. Ví dụ nhóm cùng nhau cải thiện cuộc sống này, nhóm ăn uống lành mạnh này, nhóm học tarot này, hoặc là bạn mong muốn được, có thể năm nay sẽ có sự chuyển đổi công việc và bạn tham gia, bạn trở thành nhân viên của một cái công ty, một doanh nghiệp lớn, bạn làm việc trong một công ty, một doanh nghiệp lớn, và bạn sẽ hứng thú hơn đến những cái khía cạnh xã hội nhiều hơn là khía cạnh hàng ngày. Khía cạnh xã hội ở đây ví dụ như là biến đổi khí hậu này, chiến tranh này, rồi bình đẳng giới này, đấy, mấy cái vấn đề đấy. Thì nhìn chung là năm nay cự giải là như vậy. Các bạn cự giải sẽ có xu hướng hướng ra bên ngoài và hướng đến cộng đồng và xã hội nhiều hơn là hướng về bên trong như mọi năm khác. Vì cự giải vốn là cái cung hoàng đạo rất là hướng nội, vô cùng hướng nội, và cự giải đại diện cho nhà nên về cơ bản là bạn thích ở nhà. Nhưng mà năm nay sẽ có xu hướng là hướng ra bên ngoài nhiều hơn, kể cả khi là bạn ở nhà nhé. Và bây giờ nhờ có mạng xã hội mà chúng ta có thể tham gia vào một nhóm, một cộng đồng online. Chúng mình không nhất thiết là phải ra ngoài và gặp nhau, đúng không nào? Nhưng mà bạn cảm thấy, bạn thích cái cảm giác mình là một phần của một cái cộng đồng lớn như thế, cùng nhau thực hiện một cái nhiệm vụ nào đó để cải thiện xã hội, nâng cao chất lượng cuộc sống, cải thiện hoặc là nâng cao ý thức cộng đồng về một cái gì đấy. Đấy, thì năm nay sẽ có xu hướng như thế. Rồi, nhà số 2 là hải vương tinh. Nhà số 2 hải vương tinh và nhà số 11 là mặt trăng. Thì hai nhà này là đại diện cho tiền nha. Nhà số 2 là đại diện cho tiền bạn tiết kiệm được và tài sản lớn mà bạn sở hữu. Xe cộ,
nhà cửa và nhà số 11 là thu nhập của bạn, thì nhìn chung ý là cả hải vương tinh lẫn mặt trăng đều không phải là các hành tinh thuận lợi cho khía cạnh tài chính. Cả hai cái hành tinh này đều khá là nữ tính và thiếu sự sáng suốt liên quan đến cái khía cạnh tiền bạc. Bởi vì trong khía cạnh tiền bạc là bạn cần cái năng lượng của sự nam tính, của cái việc của cái khả năng tính toán, khả năng tư duy logic, phân tích các thứ. Thế nên là thứ nhất, nếu mà nói về tiền bạc tài chính nhá, thì năm nay thu nhập của bạn khá là bất ổn. Bất ổn, không phải bất ổn mà dùng từ thất thường đi. Nó lên xuống thất thường. Và cái thu và cái khoản tiền giữ được nó cũng cũng khó nói lắm. Bởi vì với Hải Vương Tinh ở đây ấy, thì bạn cố gắng tránh cho mình cái việc tốt nhất nhá, năm nay này. Mình khuyên thật lòng các bạn cự giải năm nay á, về khía cạnh tiền bạc á, làm công ăn lương là tốt nhất. Đừng có vội vàng startup. Năm nay không phải năm thuận lợi để các bạn startup. Khía cạnh tài chính nó bị, tức là bạn không sáng suốt trong khía cạnh vật chất và tài chính đâu. Đấy, và có một cái điều này nữa, nhà năm là nhà của đầu tư đầu cơ mà lại có song ngư ở đây, tức là về cơ bản nhá, tiền bạc tài chính đầu tư năm nay tránh cho mình, bởi vì bạn đang không được tỉnh táo, thế nên là cái thứ mà bạn đầu tư vào có khả năng là nó sẽ khiến cho bạn thua lỗ. Ai đấy rủ bạn kinh doanh cái gì đấy, tại cái thời điểm đấy bạn nghĩ mọi thứ thuận lợi thế này mình phải đầu tư kinh doanh thôi, nhưng thật ra sau này nghĩ lại bạn sẽ thấy là tại thời điểm đấy bạn như kiểu bị làm mờ mắt ấy. Bạn không nhìn ra được bản chất thật của cái người mời bạn hay là của cái tình hình kinh tế thị trường hiện giờ, thế nên là bạn rót tiền vào và bạn mất hết. Đấy thì năm nay mình không có sáng suốt lắm trong cái cạnh tiền bạc đâu, thế nên cứ làm công ăn lương hoặc là làm những gì đang làm là tốt nhất, đừng cố mở rộng, đừng cố liều lĩnh mạo hiểm về khía cạnh tiền bạc tài chính. Ok. Rồi, thì tiếp theo là về khía cạnh, để xem nào, khía cạnh nhà nhà ba nhé, nhà ba chúng mình có mặt trời, thì mối quan hệ với anh chị em trong nhà, mối quan hệ với bạn bè thân thiết nhất khá là tốt. Và nếu mà mình có mình có anh chị em trong nhà, đặc biệt là có em nhỏ hơn nhé, nếu không có thì thôi, nếu không có thì thôi, nói chung là anh chị em trong nhà, thì năm nay á mình sẽ nhìn thấy anh chị em có tin vui. Tin vui trong sự nghiệp, có thể là có sự thăng tiến đến từ họ. Đấy, nó nhìn chung là năm nay mối quan hệ với họ tốt, bản thân cái chất lượng cuộc sống của họ cũng sẽ tốt. Mà khi mà mọi thứ tốt như thế thì có thể họ sẽ quay lại và giúp đỡ được mình. Mình đang cần lời khuyên, mình tâm sự trò chuyện với em mình, với anh mình, với chị mình, với bạn bè thân thiết nhất của mình, thì bạn sẽ nhận được lời khuyên từ họ. Nói chung là trong cái mối quan hệ, trong những người mà với vòng tròn mối quan hệ gần gũi của bạn, anh chị em và bạn bè thân thiết, sẽ có ít nhất một người năm nay có cái sự thăng tiến lớn. Nó không ảnh hưởng gì cuộc sống của bạn cả, chỉ là bạn thấy vậy thôi. Rồi, nhà 4, năm nay chúng mình có kim ngưu tốt, khía cạnh bất động sản khá là ổn, nó theo kiểu vững vàng, vững chắc, nhà cửa vững chắc, vững vàng. Mối quan hệ với mẹ cũng rất là vững vàng, ổn định. Để nhìn chung kim ngưu ở nhà số 4 là tốt. Mở rộng thì không, nhà cửa mở rộng thì không, nhưng mà có thể năm nay bạn sẽ, thật ra cự giải thì vốn dĩ là thích ở nhà và trân trọng khía cạnh nhà cửa rồi, thì năm nay bạn sẽ càng trân trọng nhà cửa của bạn hơn nữa. Có thể là bạn sẽ có bạn sẽ sửa lại nhà, bạn sẽ sơn lại nó, bạn lát lại gạch này, lát làm lại sàn này, rồi trang trí lại nhà, mua thêm nội thất khiến cho nhà mình càng ngày càng đẹp hơn. Đấy, nó sẽ có xu hướng như thế. Giờ nhà số 5 song ngư thì mình nói rồi, chớ có đầu tư đầu cơ, nhưng mà còn song ngư ở trong cái nhà số 5 của, tức là nhà số 5 còn mang năng lượng của tình cảm, lãng mạn, thì năm nay có thể sẽ có cái mối quan hệ lãng mạn mới, hoặc là bạn và cái người hiện tại trở nên lãng mạn hơn, tình cũng hơn. Còn về khía cạnh học tập nhá, học tập thì năm nay cũng hơi lơ tơ mơ một chút,
Còn nếu nếu mà bạn nào là cựu giải và đang nghe trải bài này và năm nay phải chọn ngành nghề ấy, thì cái ngành nghề liên quan đến song ngư sẽ thuận lợi cho bạn, tức là ngành nghề cần sự sáng tạo nghệ thuật, cần sự bay bổng, sẽ thuận lợi hơn cho bạn. Đấy. Hoặc là nếu mà bạn đang học một cái ngành cần tư duy não trái, ví dụ kế toán, kiểm toán, IT, thì có thể năm nay tự dưng hứng thú hơn với việc đi học thêm một cái gì đấy nó thiên về não phải. Ví dụ tự dưng năm nay hứng lên đi học vẽ, năm nay hứng lên học làm nhạc, năm nay hứng lên học về thời trang thiết kế. Đấy. Nhà số 6, Kim Tinh thì nhìn chung là sức khỏe tốt, không có nhiều kẻ thù, không có nhiều bệnh tật lặt vặt, và trong cuộc sống hàng ngày thì gặp nhiều nữ nhân tốt. Tức là từ đầu đến giờ mình chưa thấy có vấn đề về yếu tố con người. Nhá, những người xung quanh bạn đều ổn nhá, đều tốt, đều ổn. Từ đầu đến giờ mới thấy là tiền bạc tài chính bất ổn thôi. Nhà số 7, Hỏa Tinh thì nếu mà đã có gia đình, có bạn đời rồi thì năm nay rất là dễ xung đột trục trặc với bạn đời, hoặc là với nếu mà bạn làm ăn kinh doanh, là hợp tác làm ăn chung ấy, thì trục trặc xung đột mâu thuẫn với cái người làm ăn chung đấy. Tuy nhiên là nếu mà bạn có một cái vấn đề gì đấy trong cuộc sống, hoặc là họ có vấn đề gì đấy, thì bạn sẽ ra sức bảo vệ họ và họ sẽ ra sức bảo vệ bạn. Còn nếu không thì hai người sẽ chí chóe, nó không đến mức là chia ly nhưng mà sẽ xung đột chí chóe suốt ngày. Ok, thế còn nếu mà mình chưa lập gia đình, mình không có đối tác làm ăn chung thì thôi, thì cái coi như khía cạnh nhà bảy không thật sự ảnh hưởng đến bạn. Đấy. Rồi, nhà 8 chúng mình có ma kết. Thì nếu mà bạn đã lập gia đình rồi thì cái mối quan hệ với họ hàng, gia đình của bạn đời năm nay nói chung là nó trung bình thôi, nó ở mức trung bình, nó khá là xã giao, nó không có quá nồng nhiệt thân thiết nhưng không có chửi bới gì nhau cả. Và nếu mà bạn đã lập gia đình rồi thì có thể là bạn sẽ nhận được cái sự trợ giúp về khía cạnh sự nghiệp từ họ. Có thể là bạn nhận được cơ hội công việc từ chị họ của vợ mình, chị họ của chồng mình, đấy, ví dụ như thế. Cái thứ hai mình thấy là về khía cạnh tinh thần tâm lý thì nó cũng được đại diện bởi nhà số 8, và ma kết ở đây cũng cho thấy là tinh thần tâm lý khá là ổn, bình ổn. Khá là bình ổn, không có vấn đề gì. Bình thường thì các bạn cự giải vốn đã rất là kín tiếng đời tư thì năm nay sẽ càng kín tiếng đời tư hơn. Có thể năm nay bạn, thay vì là bạn lên mạng bạn nói về cái cảm xúc của bạn trong cái giai đoạn này, bạn im bặt luôn. Và bạn có vấn đề gì, bạn cảm thấy gì, bạn không có chia sẻ nhiều cho người khác nữa. Nó không phải là vì bạn đang gặp vấn đề gì, mà chỉ đơn giản bạn không có nhu cầu chia sẻ quá nhiều thôi. Bạn chỉ chia sẻ những thứ đời thường, hôm nay đi đâu làm gì, nhưng thật sự cảm thấy thế nào thì bạn không còn chia sẻ nữa. Và điều đấy không không nghĩa là xấu. Nhà số 9 là Thiên Vương Tinh. Thì nếu mà các bạn có hai trường hợp nhá, nói về các bạn đang đi học nhá. Nếu mà là học tập theo cái kiểu là chọn ngành từ bậc đại học, chọn ngành đại học cử nhân ấy, thì khả năng cao là sẽ chọn cái ngành hay cái việc học mà nó cần não phải, sáng tạo nghệ thuật, bay bổng. Nhưng mà nếu mà học học lên cao, học thạc sĩ, tiến sĩ đấy, trên bậc đại học hoặc là sau thạc thậm chí là sau tiến sĩ, thì sẽ có xu hướng là học những cái thứ liên quan đến Thiên Vương Tinh. Đó là xã hội này, xã hội học này. Đấy, những cái ngành của Thiên Vương hoặc những cái ngành nào nó hơi nó khác với bình thường một chút. Mọi người nghe tên mọi người sẽ kiểu há, cái ngành gì thế, lạ thế. Nhưng mà bạn nó khác biệt không có nghĩa là nó sai. Thậm chí là có thể bạn học về tarot, học về chiêm tinh, học về thần số học, nó cũng là một cái gì đấy lạ lạ đúng không nào? Bạn có thể kết hợp được năng lượng của cả Thiên Vương Tinh lẫn Song Ngư với nhau. Đấy. Nhưng mà có một cái đặc điểm như thế này, thì Thiên Vương Tinh mang năng lượng giống với cung Bảo Bình. Ok, Bảo Bình nhà 1. Và Song Ngư, Bảo Bình đều có một điểm chung, đấy là đều là hai cung của xã hội. Tức là chúng mình có 12 cung theo thứ tự. Và từ cung 1 đến cung số 10 là cung của bạn.
Tức là những thứ thuộc về bạn và liên quan trực tiếp đến bạn. Bạn này, sức khỏe của bạn này, gia đình của bạn này, bạn đời, con cái, học vấn, sự nghiệp, tài chính. Từ nhà 1 đến nhà 10. Nhưng mà bắt đầu từ nhà số 11 trở đi, 11 và 12, nó là về xã hội. Tức là nhà 10 là nhà của sự nghiệp và nhà 11 là nhà của xã hội. Và nếu mà bạn thấy những ai mà họ đã có sự nghiệp vững vàng rồi, họ đạt được đến địa vị nhất định rồi, họ sẽ có xu hướng gì? Họ quay ra làm từ thiện. Họ hướng đến xã hội nhiều hơn là họ chỉ tích lũy của cả cho bản thân. Thế thì là nhà 11 là nhà xã hội và nhà 12 cũng là xã hội, nhưng mà xã hội của song ngư, xã hội của nhà 12 nó hơi theo kiểu là về khía cạnh tinh thần nhiều hơn. Còn khía cạnh xã hội của Bảo Bình và của nhà 11 là theo kiểu công nghệ, có một cái gì tạo ra một cái gì đấy thực tế để cải thiện xã hội. Còn nhà 12 hay song ngư là kết nối tâm linh. Tức là năm nay ý là thế nào? Năm nay thì mình thấy song cự giải có lẽ là sẽ có nghiệp quả gì đấy liên quan đến xã hội mà bạn sẽ có cái sự gắn kết, hay là bản thân bạn cảm thấy là mình phải cống hiến một cái gì đấy cho xã hội, cho số đông. Mình phải làm một cái gì đấy có ích cho đời, chứ mình không thể sống cho bản thân, cho người yêu, cho bố mẹ, cho họ hàng của mình như trước đây nữa. Đấy, thì năm nay sẽ có cái cảm giác như thế về cự giải. À, mối quan hệ với cha năm nay khá là khác thường, có thể là cái mỗi lần nói chuyện với cha, với bố của mình thì các bạn luôn nói về các chủ đề về xã hội, những cái chủ đề mà bạn với cha không bao giờ nói với nhau trước đây. À, ví dụ cha cảm thấy thế nào về nội chiến của một số nơi trên thế giới, cha cảm thấy thế nào về tình hình bệnh dịch đã qua, bla 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 bla. Đấy, và hoặc là bản thân cha năm nay cũng giống như bạn ở cái kiểu là muốn tham gia một cộng đồng, một nhóm lớn nào đó. Tiếp theo chúng mình có nhà 10 là cự giải. Thì năm nay nhá, khía cạnh sự nghiệp, hoặc là bạn nào hay cái bạn nào đang đi học thì nó là môi trường học tập của bạn. Nhà 10 thì nó là môi sự nghiệp này, danh vọng và cái môi trường làm việc trực tiếp của bạn. Thì năm nay bạn sẽ coi cái chỗ làm việc như là nhà. Bạn cảm thấy khá là thoải mái khi đến trường, khi đến chỗ làm. Hoặc là năm nay bạn sẽ dành khá là nhiều thời gian để làm việc tại nhà. Hoặc là bạn bắt đầu một cái công việc work from home, làm việc tại nhà. Đấy, thì nhìn chung là nó ổn, nó khá là ổn. Và nó không theo cái kiểu là bạn có một cái lên hẳn về sự nghiệp, nhưng mà nó theo kiểu vui vui ổn ổn. 11, nhà 11 mình nói rồi. Ok. Và cuối cùng là nhà 12 là thủy tinh. Ok, nhà 12 thủy tinh nhá. Thì như mình đã nói, đấy là về khía cạnh tài chính vật chất thì năm nay các bạn cự giải không được sáng suốt cho lắm. Thế nên tránh ra quyết định đầu tư quan trọng hay chi tiêu quá lớn trong năm nay, vì khả năng cao là bạn sẽ phải hối hận sau này. Và vấn đề ở đây là chúng mình có thủy tinh ở nhà số 12. Thì thủy tinh là cái hành tinh đại diện cho cái khả năng tư duy, phân tích, logic ấy. Mà thứ là bạn, đó là thứ mà bạn đang bị thiếu, đặc biệt trong khía cạnh tài chính vật chất ấy. Mà nó ở nhà số 12 ấy. Nhà số 12 là nhà của xuất ngoại này, của việc, của thiền định tâm linh, của cái gì nhỉ, đang định nói, à, của việc làm từ thiện nữa. Tức là ở đây mình có cảm giác là nếu mà các bạn muốn cải thiện cái năng lượng thủy tinh trong năm nay, tức là cải thiện cái khả năng tư duy, phân tích, logic trong năm nay, để khía cạnh tài chính vật chất tốt hơn, để khía cạnh đầu tư tốt hơn, thì các bạn hãy cải thiện các bạn hãy làm những cái thứ liên quan đến nhà 12. Tức là các bạn có thể làm từ thiện. Từ thiện đâu cũng được, miễn là từ thiện tổ chức nào cũng được, đúng không? Cái thứ hai là bạn có thể là đi du lịch nước ngoài. Bạn xuất ngoại, bạn đi du lịch nước ngoài. Bạn có thể bắt đầu thực hành thiền định. Ok. Đấy, thì có thể là những cái thứ đó sẽ giúp cho các bạn cải thiện cái khả năng tài chính vật chất. Vậy bởi vì làm sao? Bởi vì
có rất là nhiều người nghe cái trải bài này đúng không? Và có những bạn thì các bạn đang làm công ăn lương thì các bạn sẽ không quá quan tâm đến cái khía cạnh vật chất tài chính thất thường mà mình vừa mới nói. Nhưng có những bạn vốn dĩ đang làm kinh doanh rồi và năm nay có năm 2024 có những cái dự định mở rộng kinh doanh, hoặc là các bạn vốn dĩ đang làm công việc về đầu tư đầu cơ thì làm sao mà có thể không làm được? Đó là nguồn thu nhập duy nhất của bạn mà bây giờ mình bảo là năm nay khả năng tư duy không tốt thì đầu tư đầu cơ thất bại. Thế thì sao? Thế là thất nghiệp à? Không. Các bạn có thể cải thiện được bằng những thứ mà mình vừa mới nói. Thiền định. Từ thiện. Và làm gì nhỉ? Nước ngoài, đi nước ngoài. Đi du lịch thôi, đi rồi lại về. Nước nào cũng được. Đi ra Thái Lan rồi về thì cũng là nước ngoài thôi. Rồi thì đó là năm nay của các bạn cựu giải, thì nhìn chung các khía cạnh, tất cả các khía cạnh đều ổn, đều tốt, mọi thứ đều thuận lợi. Có một số cái điều cần lưu ý, điều không tốt ở đây. Thứ nhất là nếu mà đã có gia đình bạn đời, đã có bạn đời, đã có vợ, có chồng, có đối tác làm ăn chung thì hơi trục trặc khúc khắc. Xung đột mâu thuẫn bất hòa nhỏ nhỏ liên tục trong cả năm mà toàn xung đột về những chuyện linh tinh ấy. Ví dụ bình thường bạn là cái người rất là kiên trì nhẫn nại, nhưng không hiểu sao năm nay cứ nhìn thấy họ là bạn ngứa mắt. Nó là ảnh hưởng của hỏa tinh thôi. Đấy thì bạn sẽ cảm thấy khó chịu như thế. Cái thứ hai là quan trọng là tài chính vật chất năm nay không sáng suốt, thiếu sáng suốt, thì bạn có thể là làm những cái cách mà mình vừa mới nói để cải thiện. Nhưng mà nếu tránh được thì vẫn là tránh thôi. Thì thuốc nó chỉ là chữa được phần nào, nó chỉ đỡ được phần nào thôi. Còn xấu thì vẫn là xấu, đúng không nào? Rồi thì đấy là trải bài của các bạn cựu giải. Thông điệp mình cũng đã nói xong rồi. Cảm ơn các bạn đã ủng hộ và lắng nghe. Chúc các bạn một năm mới vui vẻ, thuận lợi, hạnh phúc, viên mãn. Và đừng quên tiếp tục ủng hộ kênh. Cũng như bạn nào hứng thú về gói vận hạn năm mới thì có thể liên hệ với mình nha. Bye bye.